Nửa đi, nửa đi. Mặn lắm. Rồi. Đang thử nghiệm rang sa chi thế nào cho chuẩn. Nóng quá. Ừ? Nóng. Cái kia là 160 độ hả? 1600 luôn. Khoảng một chén rưỡi. Hẹn giờ đi, hẹn giờ 10 phút. Hẹn giờ. Cứ 10 phút là mình thử. 10 phút mà sao lại còn có 6? Ủa nhầm. Quên. Rồi. Bị rối loạn số. Thất nghiệp. Lấy ra mối sa chi rán rang đem bán lấy tiền tiêu Tết. Cô báo thất nghiệp. Cô báo bị thất nghiệp nên là về rang sa chi lấy tiền bán lấy tiền tiêu Tết. Đó. Ở trên mạng thấy nhiều người rang cái này mà thấy nó tùm lum quá. Cái này mình phải làm một cái công thức rang chuẩn. Bình thường á, có khi rang không có canh đều, không canh đều lửa bằng bếp ga, cho nên là có khi thì nó còn sống, có khi thì nó bị khét. Rồi lên mạng thấy có người họ rang mắc cười lắm, họ đổ nguyên cái chảo bự chảng chắc cả ký mấy vô, xong họ lấy cái vá múc hủ tiếu họ đảo, nhìn thôi là biết không chín rồi đó. Rang cái này mới đầu là phải rang từ từ, cân đàng hoàng, đúng chuẩn, đúng nhiệt độ, đúng thời gian. Tại vì cái hạt nó rất là khó phân biệt giữa hạt chín và hạt sống. Chín sống gì nó cũng đen như nhau vậy đó. Cho thêm muối vô để cho nó nóng đều. Khuyến cáo là không nên ăn hạt này nhiều, ăn nhiều nó sẽ bị say. Ăn nhâm nhi thôi, lần 5-3-1 gì đó. Ăn đỡ hao, giá thành nó cao nhưng mà ăn ít thì nó cũng đỡ hao. Đỡ tốn mà ơi, đỡ tốn. Đỡ tốn với đỡ hao cũng vậy mà. Chỉnh nữa, nè coi. Đỡ hao là hao sẽ chi, còn đỡ tốn nghĩa là đỡ tốn tiền. À, đỡ tốn tiền. Đúng rồi. Rang được 4 phút rồi đó. Đâu? 2 phút rồi. 1 phút sau đây nó chạy 4 phút rồi đây nè. À nãy tôi chuẩn bị 2 phút rồi. Để cái chảo như chưa có cân, xích vô xíu rồi. Cái nó nổ kìa. Mấy cái gì nổ rồi nữa? Hay là muối nó nổ? Cái muối nổ. Đây mình để nhiệt độ là 1000 đúng không? Phải không? Không thấy. Đó, hơi khói đó. Chỉnh về chế độ chiên xào á thì cái bếp điện này nó mới cho mình rang lâu. Còn mà để cái chế độ mặc định của nó nóng quá nó tự ngắt. Dính chân nhỉ? Dính chân xấu có sao đâu. À, còn 7 phút nữa. Cái gì nổ vậy? Muối nổ. Còn muốn cho nó thơm á thì quăng thêm củ tỏi vô rang chung. Nhưng mà như ăn cũng đâu có mùi tỏi đâu. Mặc định cái hạt này á thì nó hơi khó rang so với những cái hạt khác. Bởi vì nó dẹp cho nên là nó không có lăn đều. Khi mà nó gần chín nó nóng lắm, cái hạt nó nóng lắm cộng nổi rồi, cho nên là nó gần chín rồi á, mình canh đúng lửa quá mình để thêm thời gian nữa là nó sẽ bị độ nóng còn lại của cái chảo á, nó làm cho cái hột nó chín thêm một miếng nữa là nó sẽ bị cháy. Nghe
sẽ bị khét, bị đắng, bị đắng. Thà ăn sống một chút còn đỡ hơn là ăn đắng. Lần trước thì ở nhà ra ăn thử là 12 phút, nhưng mà cái lửa bếp ga thì chỉnh nó cũng không có được đều. Bốc 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 luôn, biết nó nổi cái gì. Rồi giờ mình đang để thử cái nhiệt độ 1000, hồi nãy bật bếp lên là chơi luôn 1000 đúng không? Bật lên là để luôn chế độ 1000, hẹn luôn 10 phút. Xong rồi mình ăn thử xem chín chưa. Rang mà lâu quá là nó sẽ bị cháy. Mà rang nhiều quá thì đảo nó sẽ không đều, hạt chín hạt sống. Mà để nó chín hết thì có hạt là bị khét. Cho nên ra cái này là phải kiên nhẫn, để lửa nhỏ, đảo đều, rang nhiều lần, ăn nó mới ngon. Hiện nay trên thị trường chưa có cái máy để mà rang cái này. Thì có liên hệ mấy cái chỗ rang cà phê đó, thì họ không có chịu rang. Họ sợ là mất hương vị cà phê của họ. Mà cái máy mà để rang đều cái hạt này á, thì nó cần phải thiết kế như cái dạng trộn bê tông, quay vậy đó, nó mới đều được. Hiện nay thì bà con vẫn chịu khó rang bằng tay thôi. Ở nhà thì có mỗi người mua nửa ký, 1 ký thì cứ rang bằng tay. Hiện nay là còn 3 phút nữa là 3 phút nữa là mình sẽ lấy ra mình thử ăn chín chưa. Chưa chín thì phải tăng thêm vài phút nữa để chăn cho đúng cái nhiệt độ, lần sau cứ cái nhiệt độ đó mà làm thì nó sẽ chuẩn được cái mẻ, nó sẽ không bị sống chín. Tính ra có mười mấy phút nó chín rồi thì cũng nhanh chứ không lâu, không nóng lắm. Chảo này nóng vậy, dưới đây hả? Nó không nóng bằng cái bếp ga kia đâu. Nãy rang với cái chảo này là 28 đúng không? Chảo này đường kính 28 đó, chảo bự á. Mà rang là có 1 chén rưỡi thôi. Đổ 2 chén vô thì nó hơi dày. Nó dày sợ mình đảo nó lại không có tiếp xúc được tới cái đáy chảo á, nó làm cho cái hạt nó không có được chín đều. Còn phút cuối cùng, em quăng vô đây đồng hồ cho chị thử rồi. Không có nóng bằng ở nhà về cầm này là không được rồi đó. Sáng cái hộp ở nhà mà cầm vậy là không có cầm nổi đâu đó. Ừ, cho nên nó mới bị khét đó. Thấy thử à? Ý, dính ngay cái hộp gì đây? Dính ngay cái hộp thúi. Ai chà. Cho hộp nữa coi. Cái này rất là khó phân biệt hộp lép với lại hộp không nha. Tại vì cái vỏ bề ngoài nó rất là đẹp. Nó dẹp như là cái vỏ gì ta, hạt gì ta. Giống hạt gì đây. Hết giờ. Không. Bên ngoài nó trắng vậy thôi, nhưng nhiều khi bên trong nó khét cũng không chừng. Chưa chín. Chưa chín, lửa hơi nhỏ. Hình như chưa chín gì luôn á. Chưa xem về á, chắc phải tăng thêm gấp đôi thời gian nữa. Sao ở nhà lửa lớn đi. Vậy để lửa lớn tăng lên đi. Lửa vậy nó lớn nè, 1000 độ đâu có lớn nổi. Vậy là 10, nãy là 10 phút đầu là mình để 1000. Bây giờ mình tăng lên 2000 rồi đó. 5 phút à. Hai lực được thứ hai tăng lên 2000 5 phút. Đấy, chị thấy cái chảo nó không có nóng mà. Ăn sống thì nó sẽ có cái vị chát chát. Hồi sáng cái hộp mà lấy ra chị cầm không được luôn á. Cái này nè, nhìn vô nó có hơi cái màu hơi ngà ngà vàng vàng á, chút xíu thôi. Ăn sẽ rất là thơm.
Còn giờ cái hạt này thì nó chưa có chín. Vậy là ở nhà để lửa bếp ga cho nên mới 10 phút. Tại mình sợ khét, mình đang thử nghiệm mà. Thử nghiệm xong rồi mình mới ra được một cái chuẩn. Với hồi nãy là ngay từ đầu là cái chảo nó nguội. Vậy là phải để ngay nhiệt độ cao. Nói chung là phải 15 phút á. 10 phút đầu rang cái kia cho nó ấm vô trong. Đúng không? Xong rồi 5 phút sau. 5 phút sau chín không nữa. Ừ, giờ mới nóng. Tại vì bếp này thì cái chảo nó hơi dày cho nên là 1000 nó không có thấm tháp gì. Phải để chế độ 2000. Quăng hạt các bạn. Nóng chưa? Nóng không? Nóng, nóng, nóng. Nóng rồi đó, giờ nóng rồi đó. 2000 nó mới nóng nổi. Chứ nãy 1000 cầm không xuyên dê, giờ 2000 cầm nóng rồi nè. Thử hạt sao chi. Thợ thử. Nhìn nó vẫn còn trắng. Hả? Có mùi. Nhìn nó vẫn còn trắng. Ê, bên trong nó hơi ngả màu vàng rồi nè. Nè nè nè, cho em nữa nè, thử coi. Đóng quá, đóng quá. Bên trong nó hơi ngả màu vàng hơn rồi nè. Hồi nãy cái hộp kia nó trắng nhất à. Ừ, được rồi đó hả? Được rồi đó. 1 phút rồi. 1 phút là vừa hết. Vậy là đủ rồi. Thôi mà để em chảo cho nó nóng chút. Ừ. Đó, rang vậy là chuẩn rồi đó. Bây giờ đi lấy cân, cân thử coi nãy rang nhiêu lạng. 10 phút đầu để nhiệt độ 1000 cho nó nóng. Cho nó nóng đều, cho nó chín ở bên trong. Vậy là hết 15 phút mẻ. Nó vẫn còn hơi chát chát chút. Nhưng mà nãy em lấy ra trước 2 phút. Đúng không? Giờ nó sẽ ngấm vô. Giờ ngấm vô. Nó vẫn còn nóng mà. Ừ. Cái độ nóng của nó vẫn còn nóng. Ừ. Hồi nãy mình thử là mình lấy ra nó còn 2 phút. 1 bây giờ coi như là tắt bếp rồi đó. Bây giờ đảo lại cái độ nóng trong chảo thôi. Cái quay mà. Thì cứ nói là mẻ thứ hai đi. Giờ ừ. Rang ở nhiệt độ cao 12 phút. Rồi cái chân hả? Rồi cái chân hả? Cái mẻ đầu rang thì chưa có canh được nhiệt độ cho nên thử cái mẻ thứ hai là cái chảo đang nóng. Chỉnh luôn ở chế độ là 2000 độ C. Thời lượng 12 phút. Và mình rang thử cái mẻ thứ hai này để tính một cái nhiệt độ nhất định coi sao. Và bếp điện từ chỉnh là cái chế độ chiên xào thì mới để được lâu. Còn để chế độ lẩu là nấu một chút thì nó nóng quá nó tự ngắt. Còn cái mẻ hồi nãy là lúc đầu là để nhiệt độ là 1000 10 phút. Sau đó chưa chín tăng lên 5 phút, tăng lên 5 phút 2000.
sau đó ăn lại thì nó có cảm giác nó mới có 8:30 thôi, chưa ngon. Còn phải tăng thêm 3 phút nữa. Có nghĩa là ở chế độ 2000 độ C là nấu trong 8 phút. Là tính ra cái mẻ hồi nãy là mất 18 phút rồi. Bây giờ rút ngắn lại khoảng cách, làm một lần thôi, để chế độ 2000 độ C chỉnh trong 12 phút. Mình đang thử nghiệm thì mình phải tính toán thời gian để cho nó ra một cái công thức. Thì sau này nó cũng không có bị cháy. Hy vọng mẻ này được. Thì sau này cứ đè lên cái chảo nóng lên, xong bắt đầu đổ muối vô, sau đó đổ hạt vô, thiết lập thời gian 12 phút là xong, có một mẻ. Khi mà nó chín thiệt chín thì phút cuối cùng có một cái mùi thơm của hạt. Còn trong quá trình này mình rang nó nghe mùi gì trên đó. Khi mà nó chín thật sự lúc kia thì ngò mới nghe được mùi đâu. Vậy hả? Cứ thử quạt, quạt khẩu quá kêu mà. À chắc vậy, ngồi bên kia với cái quạt bếp nóng quá, ai ngồi nóng chắc nó cũng có mùi á. Đứng xa xa nghe mùi chứ mình ngồi đây mình không nghe gì trơn. Để bên kia ngồi hết mùi đi, chừng nào nghe mùi khét là biết là có khét rồi đó. Mắc cười ở trên mạng á, thấy nó rang mà nó rang mình cười, nó cho nguyên cả ký máy vô cái chảo xong bắt đầu nó đảo. Sao mà chín được? Một là khét hay là sống. Mà cái hạt này muốn ăn ngon á là phải rang làm sao mà đúng bài tới cái điểm mà nó không được sống mà nó cũng không được khét. Ăn nó có một cái mùi rất là thơm. Còn nếu mà nó còn sống thì ăn nó sẽ bị chát. Còn mà nó chín quá, nó khét luôn thì ăn nó sẽ bị đắng. Mà cái khó của nó là nó không thể nào nhìn màu, mình nhìn màu sắc để mình phân biệt được nó chín hay chưa, chứ không như đậu phộng á, mình bỏ vô mình chỉ cần mình nhìn cái màu á mình biết nó chín. Còn với cái hạt này thì mình không có thể dùng màu sắc được, mà mình phải dùng thời gian và nhiệt độ để mình tính. Cắn cái vỏ ra nhìn màu là biết nó chín mà không, cắn cái vỏ ra nhìn bên ngoài nó vẫn trắng. Nhưng mà khi cắn ở trong, cắn đôi cái hạt ra thì nếu mà hạt nó chín vừa ngon đó, thì nó hơi có cái màu vàng, ăn nó rất là thơm bùi. Còn nếu mà cái màu của nó hơi sậm lại là biết đắng rồi đó, mà ăn đắng nhất luôn rồi đó. Bữa ở nhà cũng thử một mẹ là đập luôn cái hạt này ra trước khi rang để nhìn được màu sắc, nhưng mà ăn nó sẽ không có ngon nữa. Tại vì thú vui của ăn hạt là phải cắn hạt nó mới vui. Và ăn từ từ. Bởi vì cái hạt này không có ăn nhiều được. Ai mà ăn không quen á, ăn nhiều nó sẽ bị say đó. Bị say thì nó cũng làm cho mình rất là mệt, nhiều khi còn dẫn đến ói nữa. Hàm lượng chất dinh dưỡng cao nó hơi khó tiêu. Bởi vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao cho nên nó hơi khó tiêu. Đối với những ai mà mắc bệnh bao tử á thì nó sẽ khó tiêu hơn người thường. Nhưng mà nói chung lại là cứ ra vô vài hạt thì nó sẽ tốt hơn là mình ngồi mình ăn một lúc mấy chục hạt. Nhưng mà một minh chứng cho thấy có một người rất là mập và họ đã ăn cũng rất là nhiều và không hề hưởng gì cả. Có một thằng mập nó ăn cũng khá là nhiều hạt. Theo cái người bình thường như mình ăn là mình sẽ bị say, nhưng mà thấy nó không có say thì không hiểu, tùy cơ địa của mỗi người nữa. Hồi thằng mập nhớ vô phản hồi cho biết là có bị say không nha. Mẹ hồi nãy rang xong rồi mình quăng qua đây rồi. Giờ đang rang cái mẻ thứ hai. Còn 5 phút nữa là bắt đầu nếm thử. Ở nhà đâu có nếm cái này không mà xỉn đó nha bà con. Mỗi mẻ ra nhỏ nhỏ ra xong chứ phải nếm. Tại vì chưa canh được lửa thì phải nếm. Mà nếm thì nhớ ăn no vào, đói bụng là ăn nó sẽ bị say đó.
cân. Mình vẫn buồn miệng, mình nhấm 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 nhấm. Rất phù hợp cho những người mập. Mà lại có nhiều chất dinh dưỡng. Còn 4 phút nữa. Ở cái tay ạ. Mỏi hả? Ừ. Nãy giờ ăn quậy, nãy giờ cũng 2 mấy phút rồi. Nãy chưa không, nãy 20 phút rồi. Ngày 12 phút nữa, 30 phút nữa tiếng rồi. Không mỏi mới lạ. Chín rồi, còn phút cuối cùng. Đưa mắt vô ngửi. Bây giờ hỡi có mùi không? Cũng có mùi đó, có mùi giống hồi nãy rồi đó. Vậy là được rồi đó. Tao thử cho hạt. Cho hạt thử. Cầm cầm được cái con là biết là nóng 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 nóng. Wow 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 wow. Được 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 được. Chắc là được á. Ta cầm rồi, không có gì thử đi. Ta cầm được đâu, nóng quá nhả rồi. Bỏ lên áo kìa. Bỏ chay áo sao. Da miệng cũng dày thiệt, bỏ nó nóng gì mà cũng cắn được. Cắn trong lưỡi đâu, cắn răng mà. Thì nó cũng nóng nha. Hồi hộp quá, nhìn ngoài nó vẫn trắng này nha. Đó. Ê, chưa được. Hơi bị dèm, chưa có giòn. Chưa có giòn, phải đợi xíu nó mới giòn chứ, vậy sao. Thôi, thử chắc chắc. Thử chắc nè. Thử không? Nó không có con, nhìn nó vẫn còn trắng nè. Nhìn nó phải hơi ngả màu vàng mới được. Nhìn là khoảng 15 phút à. 15 phút á. Thêm 3 phút nữa hả? Ừ, 3 phút đi. Chưa, thử nghiệm lần thứ 2 vẫn chưa ra một kết quả. Em thử coi phải không? 3 phút sợ chảy á. Tí nó hơn 3 phút thì nhiều. Giờ cái hạt này bên này khô rồi nè. Để ăn thử à. Nó vẫn trắng ha, bên ngoài nó vẫn trắng. Đó, cắn ra nó giòn hẳn, ở trong nó có cái màu vàng. Thấy không? Thơm, ăn rất là thơm. Cái nãy là chuẩn rồi đó. Rang đẹp hơn nhà nhiều. Nhà rang mà chụp mà chạp. Còn cái mẻ mới này nó còn hơi chát chát. Cái này không còn chát nữa nào luôn á. Wow, thành công vang dội.
chơi kiểu hai nước này thì lâu quá, 18 phút. Mình là phải ăn 14 15 phút. Đối với điện tử phải ăn 15 phút, 15 phút. Giảm nhiệt độ hả? Đâu giảm đâu, giảm ở kia. Ừ. Giảm độ kia. Ừ. Nói chung 14 phút. Nãy chỉnh 12 phút thì chưa chín đó. Đến lần thứ 3 thì chắc ra được kết quả cuối cùng. Qua bên kia ngồi ngửi mùi thơm coi. Ừ, mình nó nóng lắm, cái bếp quạt nó ngồi đi nè. Ngồi quá dính rồi em. Cụp xuống cái chảo thôi, quay mặt em làm gì. Thôi sao cục được. Có nghe mùi thơm không? Có nghe mùi. Đúng rồi, quạt quạt nó thổi. Quạt nó thổi qua bên đây cho nên bên đây ngồi bên đây mới có mùi. Chỉnh gì vậy? Nãy em bấm hẹn giờ. Tại em chọn qua chế độ chiên xào cho nên nó mất. Không, chị chọn chế độ nào nó nhớ chế độ đó thôi. Vì vậy nó rất đủ rồi đó, nấu rồi. Đưa cái mặt vô, đưa mặt đi. Đưa cái mặt ngửi. Vậy nó biết nó thơm hay không? Có mùi á, cũng có mùi. Quá. Có mùi nổ, cái hạt nó nổ đó. Rang hai nhẽ nó giờ cũng được nửa ký luôn. Thôi. Tốn cả cái gì nó tới rồi. Ừ. Được rồi, được rồi, được rồi, tắt đi. Mùi khét giờ.